Con có thể nấu cơm, cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân, cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quỳnh Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm cái gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, rồi nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hả? Nhìn nó hơi khó chịu. Dạ. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu à? Không cười coi. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quả quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười bằng hoài cách cũng hơi cười kỳ. Hoài đi. Bây giờ thế này nè. Mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Chết được luôn. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm ạ, yêu sớm chứ. Rồi, bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi.
Hiền dạ. Lành ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền coi. Không ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi ký người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình, rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Cái này là tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Em sợ, có thấy lạnh không? À có anh. Em đoán được cái gì rồi chứ? Em nghĩ là kem. Chụp chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te chưa nè. Có một người hai đứa sẽ như vậy. Một người con trai, một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách, cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này, cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok, mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp. Và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ
tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Ừ. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó tan làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn... em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, nhưng mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không? Đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội. Đó, em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai, ba, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi, và làm việc theo pháp lắm. Luật nha. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt.
Trời ơi. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá, thích hơi xề xà một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cái tuần không dọn đó. Nghe cái đó em phải khoái rồi. Thôi khoái. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ, hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị một điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thoại gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua bên kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo, em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm, đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối như cánh én tôi đi tìm xuân tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim rồi, nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng chút mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe một cái cho nó chơi.
Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À, hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp đó chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ, tính em hơi bề bộn, cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô có lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Em thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang gì mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. À, bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi, thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ, có chút nữ tính với lại... Có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xòa một chút. Nói đây ở đâu có dọn đâu, cái tuần không dọn dạ. Đó. Dạ em nghe cái đó em khoái. Khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á, chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. À, thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. À, chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, còn học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ của nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái này em có chắc thể. À? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em cũng vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào cháu trai trên đó. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ như vậy là cô. Vô là hợp với gia đình mình, chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. Nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên, cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi rồi là để mình có một cái mối tình đầu.
Má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa, sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà dạ, với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có vấn đề đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi, dạ, cô yên tâm dạ, rồi hả cô ha. Bấm nút đi, dạ, kiếm mối tình đầu đi. Rồi, nay bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em. À, anh ruột hả? Dạ, anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến, thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ, làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này, ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Rồi, bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là 1 năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ, em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn anh. Hồi nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á. Bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Okay. Wow. Wow, quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ tinh thần nghệ sĩ. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy, lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hết giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm rồi nhưng nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ.
May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu đó nha đây. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm nhất. Chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Rồi, hãy đưa nhau đến đập phim để chia sẻ, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cái này vô gặp phim hai đứa móc điện thoại nói chuyện với nhau vui lắm. Máng gì đi về luôn đi. Rồi, vô kia nói chuyện với nhau. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai thôi mọi người nhé. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Hả? Cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị. Anh cứ giống chị luôn hay ta? Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi trai giới thiệu về mình đi. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Hiếu ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 9 và em làm việc ở Đồng Nai. Sống quận 9, làm việc Đồng Nai, quê Bình Định, sao nhiều chỗ quá. 30 tuổi hả? Dạ. Hiếu 30 tuổi. Dạ. Làm văn phòng nhưng cụ thể là làm gì? Dạ em đang làm là việc quản lý kho của công ty Cám ạ. Quản lý kho. Rồi. Mời bạn nữ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Phúc, em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện nay em đang làm nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức ạ. Đức cơ quận 9 là cũng gần rồi ha. Hai bạn quê cùng Bình Định luôn. Đâu hai bạn hỏi thăm thử coi Bình Định có gần nhau không? Bạn ở Bình Định mà ở khúc nào ạ? Anh ở Bình Định, anh ở Phú Mỹ em ơi. Còn em? Dạ, em ở Hoài Nhơn mà ở khúc Tâm An Nam ngang chỗ Sứ Dừa luôn. Dạ, em tới Hồi Hương chưa? Dạ, cũng khúc đó luôn á anh. Khúc đó có bà con gì không? Dạ có. Hỏi coi có quen bà con gì không? Có bữa cặp lên đây nói hồi lòi ra bà con thì gì vậy đó. Hỏi đi, hỏi cho chắc đi. Em có ngay cái đoạn mà chỗ cái cầu đường sắt bắt đi qua mà gần tới đèo Bình Đê đó, em có đoạn đó không? Dạ không, em ở ngang chỗ đoạn mà gần giáp Quảng Ngãi luôn anh. Gần giáp Quảng Ngãi là gần đèo Bình Đê rồi. Hỏi xem em thích gì, có hỏi vòng vòng có quen được nào chưa? Ưu điểm em gì, nhiều điểm em gì, hai người nói chuyện luôn đi. Ưu điểm của em là gì em ạ? Ưu điểm của em là dễ gần, là thân thiện, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá quần áo. Còn ưu điểm của anh là gì ạ? Ưu điểm của anh là coi như năng động, nhiệt tình, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và biết chơi đa số các môn thể thao. Em cũng rất thích cái môn thể thao. Anh có biết bóng chuyền không ạ? Anh biết bóng chuyền, em có thích bóng đá không? Dạ có, em cũng thích bóng đá. Hồi học trung học em có làm thủ môn bóng đá. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Em không có hâm mộ câu lạc bộ nào, tại đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Rồi, ưu điểm đó bây giờ hỏi khuyết điểm của nhau đi.
để cho biết cái tật xấu của nhau. Dạ, khuyết điểm của anh là gì ạ? Tại vì tính anh hơi nhiệt tình nên là thường đa số bạn bè rủ đi nhậu đi chơi thì anh thường khó từ chối, với đối thì anh hay dễ quẹo. Anh có nhậu nhiều lắm không ạ? Thỉnh thoảng thôi, tại vì có công việc đi làm nên là cũng không có nhậu nhiều. Chỉ có dịp cuối tuần đi nhậu với em với hoặc qua nhà anh em bà con thôi. Còn khuyết điểm của em ạ? Em nói chuyện không có được khéo léo cho lắm, hay làm mất lòng người khác, với lại hơi nóng tính xíu. Không sao, hay nóng tính thì anh nhịn được mà. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Lý do là sao chia tay? Dạ, em chia tay cách đây 3 năm. Là lúc đó em còn sinh viên nên chưa được trưởng thành, chưa thấu hiểu nhau. Còn bạn trai, mấy mối tình rồi em? Dạ, như chị em có 2 mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là được 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen nhau được 2 năm, chia tay cách đây cũng được 3 năm ạ. Tại vì mối tình đầu thì bạn gái đi du học bên Nhật. Mối tình thứ hai thì em với bạn gái cũng xác định, nhưng mà gia đình nhà bạn gái xem tuổi bảo là không hợp nên là chia tay ạ. À, thế gia đình em có coi tuổi gì không em? Dạ không ạ. Không hả? Chứ để quen xong thời gian rồi coi tuổi không hợp rồi mất công lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái trang tình yêu mới ha. Một cái hạnh phúc mà chúng ta đang rất là cần kề. Hy vọng các bạn sẽ hợp ý với nhau. Xin hỏi bạn gái là bạn muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người không có gia trưởng, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nhậu nhẹt thì ít thôi. Bạn trai bên đây dọn dẹp được này, em có nói được. Nhưng vấn đề gia trưởng có không? Em không gia trưởng. Không gia trưởng. Nhưng ngoại hình? Cao trên 1m7, tại em cao lắm. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7. Hả? Em cao 1m7, yên tâm, bên đây 1m9. Rồi, được rồi, 1m9, yên tâm. Không có hút thuốc nữa vậy? Không có thuốc, chào dạ. Em gái, rất dễ thương. Em có hút thuốc không? Dạ, em thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng thôi, có thể bỏ được không? Khi mà công việc áp lực với hơn nữa, khi đi nhậu em xỉn thì mới hút thôi. Vậy là thỉnh thoảng thôi. Em cứ gặp mùi thuốc là em tránh xa xa. Yên tâm, quen là em cứ tránh hoài là bỏ, thấy không? Dạ. Rồi, còn cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị, dạ, anh. Anh cứ giống chị đúng không ta? Nhiều người cứ nói chị Quyền Linh không à. Chắc anh phải về kiểm tra lại giới tính của anh coi sao. Ha, thì ghét. Cô gái bên kia rất là xinh, rất là cao. Mà anh thấy em cũng cao nữa. Em cao 1m7? Dạ, em cao 1m76 ạ. 76, được chưa? Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được nè? À, nếu mà em cảm thấy được thì khoảng nửa năm. Nửa năm. Một năm. Làm dâu được không? Dạ được. Được đúng không? Không ngại gì hết ha. Khỏe. Thôi chị ạ. Cao ha, 1m76. Bao lâu tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì cũng như bạn gái tầm nửa năm cho tới 1 năm ạ. Còn nếu được sớm hơn cũng được ạ. Sớm hơn cũng được? Dạ. Sớm hơn về rồi lấy cưới rồi ở đâu? Dạ, thì hiện tại thì coi như em ở đây thì mà em đang ở trọ ạ. À. Nhưng mà em nghĩ trong 2-3 năm nữa thì em có thể... Ở định cư trong Nam luôn hay về là Bình Định? Dạ, em định cư trong Nam luôn. Định cư trong Nam luôn. Em quay qua bên anh Linh coi. Rồi cái tóc em cắt là model gì vậy? Dạ, cái tóc em ở xong em đọc nó nguy hiểm lắm, nó bị ấy à. Một bên nó lắng con vậy đó hả? Còn bên nó dài vậy đó hả? Em không biết ra vào tiền tóc người ta cắt sao thì về vậy. Cũng điệu lắm à nha, em có ghen không em? Dạ có. Có, bên đây là đeo đồng hồ, đeo nhẫn, đồ tóc tai, đồ ghê gớm lắm. Nói chung em cũng hơi thích bụi bụi một xíu. Phải không? Bụi không biết có bụi không nhưng mà cũng là fashion đó. Thôi được rồi, cặp này thì thấy được ổn. Mà đó, cái chiều cao như em là kiếm người cao hơn là cũng hơi khó. Dạ, phần ế là cũng cao quá. Đó. Trai có yêu cầu gì người phụ nữ không? Dạ, em không thích một người phụ nữ tính tình coi như hay soi mói. Soi mói? Dạ, em không có soi mói đâu anh. Nhìn thẳng chứ không có soi. Phải biết kính trên nhường dưới, như thế được rồi. Thế được rồi. Anh nghĩ cô gái bên kia có đầy đủ những cái yêu cầu của em rồi đó. Bây giờ mình khảo sát người thân như thế nào? Hôm nay em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp và em gái của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và anh trai và toàn thể quý vị ngồi ở đây ạ. Dạ em tên là Huyền, em là đồng nghiệp của chị Phúc ạ. Hai người tới đây cũng là cái duyên rồi. Ảnh cũng có nét hợp với chị Phúc ạ. Dạ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp cái gì? Cao giống nhau anh. Cao hả? Dạ. Cao chưa nói lên điều gì. Quan trọng là cái cách sống, cái cách cư xử, cách giao tiếp hàng ngày mà em thấy của chị đó có hợp với ảnh hay không? Dạ cũng có ạ. Cũng có luôn hả? Dạ. Em thấy hai người bấm nút được không? Dạ được ạ. Cái ý kiến của em gái coi em ruột phải không? Em thấy sao? Anh rể tương lai được không em? Dạ vâng, em chào chị Cát Phượng, Cát Tường ạ. Và anh Quyền Linh ạ. Đi về luôn ạ.
À, dạ vâng, em thấy anh hôm nay anh đây nhìn cũng ngang ngang với chị ạ. À. Cũng bụi giống chị ạ. À. Gọi là có cái tính cách cũng giống với nhau. Và em thấy hình như là anh đây cũng gần ở nhà mình, với lại em cũng thấy quen nữa. Quen nữa hả? Dạ. Không biết là có gặp hay không. Em có gặp trong đám giỗ, đám quải, đám cưới sinh nhật lần nào chưa? Dạ không, nhìn hai anh chị rất là hợp ạ. Chị em có tật xấu gì nãy giờ chị chưa nói không? Dạ, có một cái là chị rất là khó tính ạ. Nhưng mà chị nhanh nguôi lắm ạ. À, giận đói mà nhanh là cũng vui đó phải không? Vậy không sao. Dạ ba. Rồi nói chung là cặp này bấm nút không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ ba. Ủng hộ ha. Dạ. Cảm ơn em. Theo khảo sát hai đứa em gái thì bấm nút hết á. Giờ tới khảo sát đàn trai coi sao. Dạ, hôm nay em đi với hai đứa em họ của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người khán giả trong trường quay. Thì em là em họ của anh Hiếu. Hai anh em là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi, nên là em là rất hiểu tính anh Hiếu. Tính anh em là rất là chung thủy. Anh em là một người rất là thấu hiểu, rất là thấu hiểu cái suy nghĩ của cái người đối diện. Hai người đến đây á thì cũng là một cái duyên. Thì hai người tạo cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là cũng một phần nào hiểu về bạn trai bên đây ha. Rồi, bây giờ mở cửa hàng rào ra. Tâm sự. Đến chương trình đúng không anh đàn em? Trời, hai người cao dễ sợ cao luôn quá. Ha. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Em có biết sao anh đàn em là hoa hướng dương không? À, hoa hướng dương một phần là thể hiện là tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn em lúc nào cũng tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa hướng dương hướng luôn hướng về. Dạ, em cảm ơn ạ. Cái gì đó? Cảm nhận lần đầu tiên như thế nào? Em à, anh đã đi 1/3 quãng đường, hy vọng 2/3 quãng đường còn lại sẽ có người đi cùng. Và anh mong người đó là em. Anh này cũng lãng mạn dữ ha. Tặng hoa rồi, thơ rồi. Dạ anh hỏi thiệt bạn trai, trước khi bạn viết cái câu đó, bạn có tưởng tượng được cái người mà hôm nay bạn gặp mặt không? Em cũng tưởng tượng người, hôm nay em gặp mặt người tóc khoảng tầm ngang vai, mặc váy màu trắng. Có tưởng tượng tóc ngang vai mặc váy trắng nữa hả? Wow. Em thấy bên anh này cũng nhìn hiền, cười cũng có duyên. Em làm ở Thủ Đức là em làm ở đoạn nào? À, em đang làm trong khu chế xuất Linh Trung 1 á. À. Ở thì ở gần Cấp Mát, quận 9. Quận 9 làm việc á? Dạ. Anh cũng ở gần đó. Dễ tiện quá à ha. À, em thường khoảng một năm em về được bao nhiêu lần? Dạ một năm về 2 lần. À, Tết với lại thường thường đám giỗ. Ít bữa nữa là giữa tháng là em có về một lần để đi đám giỗ. Có chừng đó em nói để anh thu xếp về với em ha. Quan điểm của tình yêu về của anh như thế nào ạ? À? Quan điểm của anh về nhà thì phải biết lo toan nhà cửa, nuôi dạy con cái. Nhưng mà không cần phải là coi như em làm một mình. Lúc nào cũng có anh chia sẻ nên là không phải lo chuyện đó. Phải chung thủy, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì có 4 người, còn 2 chị đầu với một người em gái. Có mình anh là trai thôi. 2 chị đầu với em gái có chồng hết rồi. Còn nhà em khoảng mới được bao nhiêu người? Dạ nhà em đông lắm. 5 người ạ. 5 người ạ? Dạ. Một anh trai với 4 chị em gái. Em là con giữa. Dạ em con giữa, là kẻ út luôn. Dạ lúc em giận thì anh sẽ làm những gì ạ? Nếu lúc em giận thì coi như anh sẽ tìm hiểu xem lý do là tại sao em giận. Nếu là lỗi của anh thì anh xin lỗi. Nhưng mà nếu không phải lỗi của anh thì thường đàn ông con trai sẽ là người xin lỗi trước. Sẽ tìm cách để mà làm cho em hết giận. Anh có lãng mạn lắm không ạ? Anh cũng có hơi hướng lãng mạn. Em cũng vừa thực tế mà vừa lãng mạn. Nhiều cái mình thực tế quá thì thấy nó khô khan quá. Có chút gì đó lãng mạn xíu. Như nếu mà hai đứa đến với nhau được thì coi như em muốn sinh bao nhiêu đứa hả? Quan điểm của em là trai gái cũng được ạ. Tầm 2 đứa là được ạ. 2 đứa là anh được. Anh thì anh thích con gái đầu. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói với đối phương nghe cái cảm xúc thật sự bây giờ trong lòng mình, rồi chúng ta quyết định. Anh thấy em xinh xắn, dễ thương, cao giống anh. Hai đứa mình đến với đây thì cũng là một cái duyên rồi. Vì thế hai đứa mình hãy tự tạo cái nợ cho nhau. Anh hy vọng hai đứa mình sẽ đến được với nhau. Anh gái cảm nhận thế nào về những chia sẻ của bạn trai? Anh thấy ảnh chín chắn, có suy nghĩ thấu đáo. Tất cả đều nói lên bằng cái nút bấm ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn.
Nãy giờ chúng ta cũng đã có cái thời gian đủ để cảm nhận được nhau rồi ha. Nếu trái tim chúng ta thật sự rung động, có xao xuyến với đối phương thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của nhau. Bấm nút là hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nào. Trời ơi, hợp lý nha. Đây là chiếc vé xem phim đầu tiên để gửi tặng các bạn. Đến đó chúng ta có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau ha. Gửi tặng các bạn. Đấy, làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Hôm mà gì mà nhăn dữ vậy không biết nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Ở đây là bó hoa hướng dương, mong em lúc nào cũng đẹp như bó hoa ha, hướng về phía bình minh. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau và cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn hai bạn hạnh phúc. Bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Dễ thương, ga lăng, anh tuấn, tiêu sái, hào hoa, phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Biểu hiện nào của em là em thèm vợ. Tối ngủ trằn trọc, trải đêm dài, thêm nhớ, thêm thương. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trương Nhật Phúc. Em năm nay 30 tuổi, em đang công tác tại siêu thị Cup Extra, siêu Vận Hạnh. Quê em ở đâu? Dạ, nói về quê em để em xin hát một bài, một câu hát nhỏ. Thôi. Về quê em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi anh sinh ra có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Bến Tre hả? Dạ không, quê em ở Sài Gòn. Gì vậy? Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Kiều Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của em. Hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Anh ngữ ạ. Em dạy ngoại ngữ là dạy cho đối tượng nào? Dạ, em hiện tại em đang dạy tại trung tâm thì em dạy tất cả các level luôn, từ trẻ con tới người lớn ạ. À, Phúc có thích học tiếng Anh không? Em cũng thích học tiếng Anh lắm, mà tiếng Anh em nói thì không có rành. Em nói vài câu với cô bên đó nghe thử coi. Bonjour, comment allez-vous? À, cái tiếng Pháp anh ơi. Ồ vậy hả? Anh không rành, anh không biết tiếng Anh. Chơi nhau nữa ha, gây khó khăn khó dễ cho nhau phút đầu tiên ha. Được, giới thiệu cho anh nghe điểm mạnh điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó thì em cũng thích nấu ăn và em cũng có khả năng ca hát một chút xíu ạ. Bây giờ hát tặng ảnh luôn cho anh sợ chơi, anh tưởng của mình anh hát cây dừa hả? Dạ rồi. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em vui lung linh trên phố. Ngày ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu màu xanh là em hồn nhiên. Nghe hát có vẻ rất hồn nhiên ha. Điểm mạnh là hát đó hả? Còn gì nữa không em gái? Dạ, cũng biết nấu ăn ạ. Có khả năng thuyết trình, giảng dạy, nói chung là đúng sở trường và ngành nghề của em đó anh. Có điểm yếu gì không? Em thì không có được khéo tay cho lắm. Em thì rất là giỏi đưa ra ý tưởng. Có nghĩa là em bày ra thôi cho người ta dọn chứ em không có dọn đúng không? Dạ. Hay quá. Còn bạn trai? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì? Nói về ưu điểm thì em là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Em không có tứ vô tường nên các bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cái gì? Ngọc Thụ Lâm Phong.
Ngọc Thụ Lâm Phong. Các bạn ý nói em là dễ thương, ga lăng, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Yếu điểm của em là em rất là nhát, trật tự đám đông. À. Và nhát trong tình trường là em rất là nhát gái. Nhát gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự là em chưa có mối tình nào hết. Thiệt không? Dạ thật. Có sao nhói dậy người ơi. Em có rung động trước một phụ nữ nào chưa? Dạ thường là vẫn chưa. Vẫn chưa. Hả? Rung động luôn. Có rung động với phái anh nam nào chưa? Đối với phái nam á, em rung động theo cái kiểu là thích giỡn hơn. Ví dụ như vậy nè. À, chào anh. Hello, I love you. Đó, rồi cái dạng đó. Giỡn nước quen đó. Yeah. Nó thấm vô người đó. Yeah. Nhiều luôn người lúc đầu giỡn, sao nó thiệt á cưng. Bị xứ à. Không có rung động với người phụ nữ nào hết trơn. Lúc hả? Trước á là hồi đó em có rung động, em có thương một cô kia. À. Là mối tình em thương thầm thôi. Em có tỏ tình với cô ấy không? Dạ, lúc đó là em không có dám nói. Không dám nói. Thương thầm cổ bao lâu? Dạ, đó là cũng cả 10 năm đó. Cái gì? Chắc bây giờ người ta đã lấy chồng rồi. Sao giờ ta có mấy đứa rồi chứ lấy chồng. Đấy. Rồi, vậy tình trường em thì sao? Em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nào nữa. Tại vì từ lúc mà học lớp 12 lên tới đại học thì em chỉ có học. Sau đó em đi làm thì em cũng có rung động với một vài bạn nam. Nhưng mà em cũng hơi ngại. Ra là em nghĩ là do duyên mình chưa tới thôi ạ. À. Hai cái cặp mày lạ quá ta. Anh qua anh coi bạn nữ coi làm sao mà. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Tức là em có rung động rồi đúng không? Dạ rồi. Còn bên đây chưa rung động với con gái nè. Có bao giờ em nằm mơ em thấy người yêu của em hoặc là vợ em như thế nào không? Dạ em cũng có một cái hình mẫu dành cho cái người vợ tương lai của sao em. Sao nói nghe thử coi. Và cái tính tình người đó là hiền, dễ thương, lễ phép, hiếu thảo như là mẫu thân của em vậy đó. À. Hình dạng mà cái cô gái đó thế nào? Nhìn nghiêng thì nàng đẹp tuyệt mỹ. À. Trán môi miệng đường nét thật thanh tao. À, phấn má hồng, gợi nét hồng hào. À. Nhìn môi nàng hao hao nàng bạch tuyết. À, dạ. Vậy là cỡ bạch tuyết lên đúng không? Còn cô gái sao nào? Ở đây sao? Thích mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Có. Người thì vui vẻ, hòa đồng, quan trọng nhất là phải chân thành. Có được không em? Dạ. Có được. Bây giờ em định chừng nào em kết hôn? Dạ, nếu mà được thì mình kết hôn thôi. Em năm nay hoặc là năm sau hoặc là khi nào mà đã chín mùi thì mình sẽ tiến tới kết hôn chị. Rồi. Dạ, em chào chị. Trời ơi, sao chào nhỏ nhẹ vậy cưng? Con mẹ lên xíu coi. Dạ. Muốn vợ chưa? Dạ, thèm lắm. Cái biểu hiện nào của em là em thèm vợ? Tối ngủ trằn trọc riết à. À, trằn trọc riết à. Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Trời ơi, thơ văn quá ha. Sao trắng quá vậy, tối ngủ có dưỡng kem không? Dạ không. Bề ngoài giản dị đơn sơ mà trong nội thất nên thơ trữ tình. Trời ơi. Văn thơ là một bụng hả cưng? Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Bạn ấy rất là dễ thương. Em nghĩ là bạn tưởng tượng là rất dễ thương. Tại vì em để ý những giáo viên mà họ dạy tiếng Anh á đó giờ em thấy đa số toàn là dễ thương xinh đẹp không à. Khó nói quá, sao cái gì thấy cũng sao được chị? Hết mà sao trong chị? Người thấy cái gì đó nó. Chị cho em ý kiến đi chị. Bây giờ mình hỏi thăm người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ và hai bạn của em. À, có mẹ hả? Rồi chào cô. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chú Huyền Linh và cô MC. Dạ, chào Tường. Cô. Dạ, chào cô gái. Cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu lắm. Nói chung là đến với chương trình này rất là ngạc nhiên vì cháu đăng ký mà cháu không có nói trước. Nói mẹ tới mẹ giữ cho con. Thì Phúc mà mẹ thấy cô gái hôm nay rất là dễ thương. Nếu mà cháu có cảm mến với con của bác thì mong cháu cho Phúc một cơ hội tụi con tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình và cảm ơn MC Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ, rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị hai và anh của em ạ. Rồi, chào cho chị gặp chị hai với anh của em rồi. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với em xin chào khán giả. Em tên là Kiều Nga, là chị ruột của Kiều Oanh. Chị nhận xét anh chàng bên kia như thế nào? Em trai này cũng dễ thương. Cũng hiền hậu, thấy cũng là cũng chung giống nhau. Nhưng mà nếu ấy thì hai bên có cơ hội thì để làm quen. Nhưng giờ hỏi thiệt thì đánh giá chàng trai này nó có chuẩn men không? Chuẩn thì không chuẩn mà chắc là cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Không chuẩn nhưng nhẹ nhàng nhé. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để phần nó cho hai bạn tự tìm rồi, hiểu với nhau nha. Chứ, hai bạn hãy tìm hiểu với nhau đi nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh gửi. Cảm
Dạ. À, đến đây thì em cũng có một cái game nhỏ để xem là anh Phúc trình độ tiếng Anh như thế nào. Không biết hồi đó giờ anh có đi học tiếng Anh ở đâu chưa? Anh cũng có đi học mà anh học chỉ sơ sơ thôi, căn bản thôi chứ anh không học sâu. À rồi ok, nhưng mà em có những cái verbs này, những cái động từ này nó rất là đơn giản. Để warm up trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì chắc em phải nhờ chị Cát Tường, chị sẽ cầm giùm em ha. Em sẽ là người diễn tả hành động và xem anh có đoán được những cái động từ này không nha. Dạ, mình phải nói động từ đó bằng tiếng Anh. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Okay, let's go. Okay, are you ready? Yeah. Okay. Một phút bắt đầu. Sing. Swim. Good job. Right. Okay. Go on. Run. Reach. No, no. The other word. Like I and you. Speak. No, no. Communicate. No. The other word. Symbol. Tell. TT, but not tell. Talk. Yes, good job. Chưa hết phút nữa. Ổn không cô giáo? Chấm mấy điểm cô giáo? Dạ, cái này mới là test đầu vào, mới là level 1 thôi. Còn một những cái level phía sau nữa. Nếu mà cơ hội thì từ từ sẽ test sau. Thôi, bắt đầu người ta nói chuyện tình yêu các bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy á, em là dễ thương hơn những gì anh nghĩ. Anh ngẩn ngơ luôn, anh không biết nói làm sao giờ nữa. Bản lĩnh đàn ông bộc lộ rồi đó. Mạnh lên, strong, strong. Không biết thì ngày cuối tuần anh thường làm gì? Anh hay có đi chơi ở đâu không? Anh ít bạn lắm. Dạ. Thường như thiếu là rủ bạn đi uống nước nọ thôi. Dạ. Bạn không đi, anh ở nhà, anh chơi điện tử. Dạ. Rồi vô quan điểm tình yêu đi hai bạn. Em thì em đơn giản là chân thành, hòa đồng hoặc bán, chuẩn men, thích chơi thể thao thì càng tốt. Còn anh như thế nào? Thì anh cũng không có đòi hỏi gì đâu. Mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau những điều trong cuộc sống. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Mà từ lúc đi làm giờ không có cơ hội để chơi nữa. Giờ riết giờ anh bị béo phì rồi. Bây giờ anh nghĩ là em phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình ha. Thông qua một cái lời tỏ tình nào đó, một bài hát nào đó. Em tiến tới, em nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, em nắm tay cô gái ấy, thử xem bản lĩnh đàn ông tới đâu. Rồi, mời em. Ready, action. Vậy anh sẽ hát tặng em một ca khúc trong bài Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Chưa có thấy tình cảm gì chứ á. Nắm tay thấy sao em? Tay trắng quá. Tay trắng mà. Mềm, đúng là giáo viên tiếng Anh. Đố em dám hùng cổ á. Em hãy giúp anh để anh tỏ ra cái bản lĩnh của đàn ông đi, nói vậy đi. Ok. À, không má thôi. Rồi ok. Hồi nãy là mới là hung để đo cảm xúc, bây giờ mới bấm nút hung thiệt nè. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lúc này là lúc cần phải nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tay dứt khoát mạnh mẽ hung lại cái ra nồng nhiệt coi. Rồi giờ bấm nút rồi đó, báo cho em biết là cô gái bấm nút lúc chị Tường chưa đếm. Thôi bây giờ nè, nói với chị Hai trước đi, có chị Hai anh Hai kìa. Dạ, em chào hai anh chị. Dạ, nếu mà có cơ hội tiến tới sâu hơn nữa sau này, em sẽ hết mức yêu thương em. Rồi xin phép hung. Cho em xin phép được không? Em đừng nói hen. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Những chiếc vé xem phim để giúp hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây, gửi tặng hai bạn một phần quà đặc biệt, đó là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Giữ lấy tất cả. Rồi, đưa nhau đi tìm hiểu nhau, đi xem phim đi. Tôi tin rằng với những tình yêu trong veo như thế, nó sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời luôn. Chúc cho họ như vậy nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hay quan tâm giúp đỡ người khác. Em quan tâm quá, nhiều khi nhiều người cũng hay bực mình. Anh rất đẹp trai, vừa hiền khô dễ thương lại còn đẹp trai nhất phim trường. Mời bạn nam.
Anh chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Mời bạn nữ. Rồi, mời chị ạ. Mời anh giới thiệu về mình. Vâng, xin chào anh Quỳnh Ninh, xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi, quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh dạ, Xuyên? Em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Hôm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là quan họ Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học. Anh cũng có ông chú ruột ở ngay ở thị xã Bắc Ninh. Em vào đây từ năm 90 cơ, từ năm em học lớp 9. Anh ở Bình Phước là ở đâu anh? Sống sinh hoạt Bù Nam, Bù Đăng, Bình Phước. Bạn gái là bạn sống ở huyện nào? Em ở ngay ngã tư Amata anh ạ. À rồi, từ đó lên Bình Phước đi lên tới Bù Đăng thì nó cũng khoảng 100 mấy chục cây. Một khoảng đường cũng xa. Anh có ưu điểm như cái khuyết điểm của mình ạ? Ưu điểm thì em sống hòa đồng, vui vẻ rồi hay quan tâm giúp đỡ người khác. Em quan tâm quá nhiều khi nhiều người cũng hay bực mình. Thấy phiền không? Có. Rồi còn những cái nhược điểm của mình? Em hay tin vào người khác. Có khi nào cái tin đó mà đã tin bị này, mình bị lừa và sau em mới đúc kết là sống hay yêu mọi người nhưng chỉ tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì cũng hòa đồng, hay giao lưu. Tất cả các cái phong trào hoạt động như em đây thì em cũng hay đi chơi phong trào của cái hội đồng niên quý sửu. Là khuyết điểm anh là gì? Cái khuyết điểm của em thì là cũng nhát, tật là kỹ tính quá. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu rồi ạ. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi, quen nhau được có một năm thôi. Lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là dạ, ở con với... trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi. Nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu trai ạ. Cũng cháu trai luôn. Dạ, đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm rồi, em sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa xong vì anh cứ bắt sinh đứa nữa rồi anh chẳng chịu làm việc nhà, anh thầu xây dựng, anh làm 4-5 công trình biệt thự. Em làm hết các việc nhà, sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi, mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Anh muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Một nửa của em á là thấu hiểu, yêu thương, biết quan tâm gia đình, không phân biệt con cái, bởi vì là em thì cũng có con rồi. Chị mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, người không hút thuốc, không nhậu nhẹt, rồi yêu thương em, chia sẻ với em, chung thủy, không lăng nhăng chị. Thuốc thì em có hút nhưng mà cái thuốc thì bỏ được. Còn nếu mà nhậu nhẹt thì không có. Đi đám, đi sứ, tiệc vui người ta ép 2 ly là em về em ngủ mà em có thậm chí em xỉn luôn tại chỗ. Muốn người không có lăng nhăng? Dạ không lăng nhăng thì không có. 6 năm nay là ở một mình rồi. Người ta cũng bảo tại sao không đi lấy vợ. Bạn bè anh em bảo không đi lấy vợ mà cháu nó nhỏ thì nó bám lấy mình. Thì bây giờ mình đi mình bỏ con cũng không được. Con ở nhà thì cha cũng ở nhà. Cha ở nhà, con ở nhà. À, chào chị Cát Tường. Dạ, chắc là một mình nuôi con là cũng vất vả lắm dạ, anh cũng, hả? Cũng vất vả lắm. Cái công việc của anh bây giờ, cuộc sống anh là ổn định tốt hết chưa anh? Thì cuộc sống của em thì là ổn định. Vừa làm điều, vừa làm cao su của nhà thì hơn 3 hectare cao su. Thế ngoài cái đó ra anh mình có cái nghề gì không anh? Dạ, cũng có nghề em làm. Trước kia là em lập nghiệp là từ bàn tay thợ mộc em làm lên. Dạ. Thế sau này nếu như mà hai anh chị mà đến được với nhau đó thì mình sẽ sinh sống và lập nghiệp ở đâu, như thế nào? Theo như em thì ở đâu cũng được. Thí dụ như cổ làm giáo viên có ổn định ở cái khu vực chỗ cổ rồi thì anh có lên cái cổ có ở được không? Thì cũng được ạ. Cao su thì mình có công nhân rồi. Dạ. Em ở nhà thì cũng chỉ lo con cái thôi chứ còn cũng không có đi làm cao su. Rồi em cảm ơn anh. Rồi em hỏi vậy để biết thêm những cái thông tin để cho hai bên dễ dàng. Coi như vậy thì anh cũng rất ổn định về mặt kinh tế. Em chào anh ạ. Rồi xin chào. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thế nào? Em thấy hoàn cảnh cũng giống của em. Anh lên đây thì rất là ổn định và nãy giờ Linh nói chuyện thì thấy tính tình rất là gọi là rất là tốt đó ha. Vấn đề chỗ hai người ở xa, thí dụ giờ anh xin cho chị về trên Bình Phước trên Bù Đăng đó dạy được thì chị có về không?
Chắc em không về quá, tại em ở đây quen rồi. Quen ở đây với ai? Em ở đây có gần mẹ với gần chị gái á. À dạ. Bây giờ ảnh vừa trồng cao su với điều vừa đi lên đi xuống, chị chịu không? Dạ thì cũng được ạ. Là ở chung với ba mẹ hả, ở riêng? Không, em có hai căn ạ. Căn em đang ở, một căn bên kia em cho thuê. Bên đây có một căn nhà có hai ba mẫu nữa. Hai bên nãy giờ về kinh tế cũng vẫn ổn định. Vấn đề chỗ còn lại là chúng ta có thể đi tới đi lui được hay không thôi. Hôm nay chị đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân ở gần nhà. Em xin chào khán giả, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thấy anh ở bên này á thì tính cũng hiền hậu, thì cũng nhanh nhẹn ạ. Mong muốn cô với anh tìm hiểu được kết bạn với nhau ạ. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với cô em họ và con trai em. Dạ em chào chương trình ạ. Em chào anh Huyền Ninh với em chào chị Cát Tường. Dạ chào chị. Em chào chị. Em là em họ của anh Xuyên. Anh hiền lành lắm. Mà anh ấy sống cũng vì người khác. Mà thì em thấy chị cũng được. Thì thôi xem có ấy thì hai anh chị cho nhau một cơ hội. Còn con trai phát biểu vài câu đi nè. Hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp. Con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. Cô cũng hiền mà. Cô hiền quá trời hiền à. Cô vui lên. Nói chung là hai người rất hiền đó. Nào mở rào. Cô vui lên nha. Vui lên để coi cơ hội có đến với mình hay không. Cô buồn quá. Tươi lên cô. Rồi mời hai anh chị. Món quà tặng em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Vâng, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Bây giờ thế này nè. Anh đứng kế bên chị đi ha. Bây giờ chị là người quan họ Bắc Ninh, chắc chắn biết hát quan họ. Xin gửi anh và anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả bài hát quan họ Bắc Ninh có ai xui vẻ. Về là có ai xui vẻ cho em nhắn đi cho em nhủ mà bên nay a nhời về. Nhắn đi cùng là cùng anh hai xuống y này cũng có a xuồng thuyền là xuống thuyền suối đông là em có quán bao nhọc nhằn. Dạ thôi em xin hết ạ. Trời hát hay quá trời luôn à. Em được dạy ba hát tiếng hát giáo viên đó. Sau cái này thì em cũng xin gửi lại một bài để đáp lại bên một lửa bên nữ bên kia. Lấy anh quyết băng mây đi tìm làn môi tươi thắm như hoa mùa xuân. Em xinh em tươi em đẹp không son phấn nhưng riêng anh đây không cần lên so sánh vì em xinh tươi hơn hoa gấm trăm ngàn lần. Em là hoàng hậu của lòng anh, người yêu hôm nay. Anh quên mất lời, anh quên mất lời. Tình duyên hôm nay sẽ là hạnh phúc mai sau. Anh ra đi, mưa lắng không sợ lòng, mưa gió không ngại ngần, chỉ có bóng anh luôn chờ đợi em. Wow, quá xuất sắc. Cặp đôi này hơi bị hợp đấy. Bây giờ hai anh chị nắm tay với nhau để cảm nhận về nhau cái nào. Đấy. Em nắm tay anh sôi nổi vụng về. Đó, mình cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em cũng rất là xinh đẹp như người mà anh mong ước. Em thấy anh như thế nào em? Anh rất đẹp trai, vừa hiền khô dễ thương lại còn đẹp trai nhất phim trường ạ. Anh thì nghề tự do cho nên là anh chỉ lo có mỗi là con là phải đưa đón. Trường chắc xa nhỉ, cháu không tự đi học. Không, trường thì cách nhà là có 2 cây. Học bán trú ở đó thì cứ tối về thôi thì chủ nhật thì chỉ có chiều thứ bảy mới chủ nhật là anh được nghỉ. Em thì thứ hai em được nghỉ cả ngày, thứ ba thì em dạy cả ngày. Nhưng mà đón con chứ đưa con hoài rồi thời gian đâu đón chỉ đưa chỉ. Thì nghĩa là thứ bảy mới chủ nhật liệu có
có được không? Dạ cũng được. Ủa vậy rồi thứ bảy chủ nhật thì anh gửi con ở đâu để anh đi chơi với chị? Thứ bảy chủ nhật thì cháu ở nhà được. Em thì sáng thứ bảy nào phải họp hội đồng, họp chuyên môn, họp tổ khối. Thì chiều thứ bảy được nghỉ nguyên ngày chủ nhật, nguyên ngày thứ hai. Thì đó cũng ok rồi em ạ. Dạ em thấy về điều kiện hoàn cảnh như vậy cũng là ổn định. Và người tính cách thì cũng hiền, cũng thật thà. Mình có thể đến với nhau. Mình có thể đến với nhau do chị nói đúng không? Linh nghe không nhầm đúng không chị? Dạ. Người ơi người ở đừng về, người về em vẫn đi. Nay có mây khóc y thầm, đôi a bên là bên vạt áo, mà này cũng có a ướt đầm như mưa. Người ơi người ở đừng về. Hay quá. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, chúng ta kiểm lại xem bản thân mình thật sự có rung động với đối phương hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình anh chị nha. 1 2 3 Bấm, bấm. Nắm hai tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Con má đó. Con, cầm micro lên cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha. Rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người... Mẹ hiền. Mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó. Con nhìn thẳng vào đây nè. Con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ. Ba mẹ. Con ơn con đây. Một cái hình ảnh rất là cảm động. Chúc mừng các anh chị. Những chiếc vé xem phim của cộng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng anh chị. Quà tặng dành cho anh chị là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Allen. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Con học lớp mấy? Bốn. Lớp 4 hả? Rồi 9 tuổi. Khoảng 15 năm nữa trở lại đứng đây nha. Chú làm mai tiếp cho con. Trời ơi, chú gì muốn nhỏ ế rồi. Rồi chúc anh chị hạnh phúc nha. Rồi theo ba mẹ đi con.